Xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả thân thương đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hành thông. Thưa quý vị, phần tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 5 âm lịch được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên luận đoán sẽ chi tiết và chính xác nhất, giúp cho quý vị nắm bắt được thiên cơ và thời vận của mình. Từ đó chúng ta sẽ có được những kế hoạch, hành động cụ thể, được may mắn và thuận lợi nhất. Đồng thời qua phần luận giải thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về tử vi, giúp cho quý vị có được cuộc sống thành công, viên mãn như ý muốn. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 mệnh Kiếm Phong Kim, có tài lãnh đạo, là những nhà lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá hãnh tiến và chơi trội. Đây là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp sau này. Hình tượng của tuổi Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, thích biến báo, là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng chính là hình tượng chính của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Nhâm Thân sinh năm 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi, họ còn dễ nắm bắt được các giá trị cốt lõi để đạt được mục đích tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình thì họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng nhanh chóng hơn. Xem tử vi tháng Bính Ngọ trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Nhâm Thân có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn có được những bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ là người được người nhà giới thiệu, đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không mong muốn. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tuổi Nhâm Thân năm nay gặp phải sự kìm hãm từ hung tinh nên dễ bỏ lỡ cơ hội phát triển hay mở rộng sự nghiệp. Có thể là vì bạn thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung nên cơ hội đến thì không kịp nắm bắt. Nếu không chấn chỉnh tinh thần cho chính mình thì bạn khó đạt được sự thành công như mong đợi. Gia chủ cần chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng làm mọi thứ quá cứng nhắc, bảo thủ. Việc học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước là vô cùng quan trọng, đừng bao giờ tỏ ra e ngại. Con giáp này còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi, khiến cho những người tuổi Nhâm Thân đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực, bi quan sẽ khiến cho tuổi Nhâm Thân dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể nào đứng dậy. Cần phải tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Gia chủ nên chú ý để hài hòa hơn các mối quan hệ trong xã hội. Có như vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón thêm nhiều điều may mắn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng 5 âm lịch này gia chủ Nhâm Thân dễ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ tiểu nhân xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc hao tổn, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận bị sụt giảm nhanh chóng. Người làm đầu tư kinh doanh có một năm khá vất vả nếu muốn kiếm ra tiền, tuy nhiên số tiền ấy cũng không phải là quá dư giả. Bạn cần phải chủ động cạnh tranh với người khác nếu muốn chiếm ưu thế trong thị trường. Nếu chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái, bạn vẫn có thể kiếm được một nguồn thu phụ,
dù không quá dồi dào nhưng vẫn đủ để giúp cải thiện cuộc sống. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Về cơ bản, người sinh năm 1992 không gặp phải vấn đề quá lớn về sức khỏe trong tháng này. Tuy nhiên, nếu là người lao động chân tay thì nên đảm bảo các nguyên tắc an toàn khi làm việc, tránh sơ sẩy để bị thương, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy chú ý chế độ ăn uống, tránh đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, cũng như có thời gian làm việc nghỉ ngơi điều độ và vận động hợp lý để cơ thể luôn ở trong trạng thái sung sức, sẵn sàng cống hiến. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, người độc thân có cơ hội gặp gỡ một vài đối tượng khác giới. Trước mắt bạn, hãy mở lòng để kéo gần khoảng cách với mọi người. Nên nhớ chớ vội vàng đi tới quyết định đến với ai chỉ vì cho rằng mình đã khá lớn tuổi hay cô đơn. Hôn nhân chính là chuyện cả đời. Nếu bạn quá vội vã thì có thể tương lai mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp như ý muốn. Người đã có gia đình, được sống trong những ngày tháng yên bình, vợ chồng thấu hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có. Tuổi Nhâm Thân cũng luôn coi những người thân yêu nhất của mình là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022. Dương lịch, tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 5 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Nhâm Thân trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1992. Qua đó, quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 5 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông và bình an trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.